À, đây là con 2 mét nha. Rồi mới vừa làm xong, chưa test thử lần nào. Cây dăn này thì lá bằng làm bằng dây nhựa nha, dây nhựa có sẵn bán ở trên thị trường á. Trời chuyển mưa không biết có thả được không á, giờ thả luôn.